Hello các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái video chiến lược nói về cái câu chuyện ra hàng. Làm thế nào để chúng ta biết được thời điểm tốt nhất để ra hàng? Chúng ta mua thì ok rồi, nhưng bây giờ ra hàng như thế nào cho nó hiệu quả? Ra hàng như thế nào cho nó tín tới? Mình bán trước thì lại thành ra tiếc nuối, nhưng mình giữ lại thì thành lo lắng. Vậy thì chúng ta sẽ cân bằng cái cảm xúc đấy, cân bằng cái kế hoạch đấy như thế nào? Thì đây cũng là cái video mang tính chất cá nhân chia sẻ cho các bạn thôi. Biết đâu nó có thể sử dụng rất phù hợp với các bạn, nhưng biết đâu nó cũng không thể phù hợp với các bạn. Thì đấy nó là cái góc nhìn quan điểm cá nhân thôi, không có đúng và sai. Các bạn sử dụng được thì sử dụng, không sử dụng được tốt nhất các bạn hãy bỏ qua. Còn nếu các bạn sử dụng được thì các bạn cứ comment là ok, cảm ơn bạn đấy, đúng không ạ? Thì đấy nó cũng là cái câu mà để mình thấy là vui nhỉ. Biết rằng là dẫu là mọi người có ứng dụng được hay không, nhưng ít nhất là mọi người xem hết được. Ok không các bạn? Hoặc là các bạn có thể bấm mua số 1, tùy các bạn. Ra hàng ấy, tức là chúng ta sẽ chốt lời. Nhưng ngoài chốt lời ra, chúng ta còn phải có thêm hai cái phương án nữa: cơ cấu và chạy lợ, hay là chạy gọi là gì, chạy lũ, đúng không các bạn? Khi một cái bất động sản tăng giá và tăng như thế nào thì chúng ta phải biết. Nhiều người sẽ nói, mình mới chia sẻ cho các bạn là 3 thời điểm để bán một cái bất động sản thôi. Nhưng các bạn quên đi một dấu hiệu nữa, cái này thì mình chia sẻ riêng thôi, còn tùy các bạn nhé. Đó là các bạn định giá lại được cái bất động sản đấy, nó còn tăng được trong tương lai hay không, đúng không ạ? Nó còn tăng được trong tương lai. Ví dụ bây giờ các bạn là đầu tiên mình sẽ chia sẻ cho các bạn đó là gì ạ? Chiến lược đó, ở thời điểm đầu tiên để các bạn bán được cái bất động sản đó đi ấy, một là nó đạt kế và kỳ vọng lợi nhuận, tức là có nghĩa là đạt cái mục tiêu của mình đề ra rồi thì mình bán nó đi. Cái đấy là điểm đầu tiên để bảo vệ thành quả của mình, được chưa? Làm nó phải làm đúng cái kế hoạch đề ra, chứ không phải là các anh cứ thấy nó tăng, lòng tham vô đáy thì luôn luôn là thùng rỗng. Nó đã đạt không đáy thì kiểu gì cũng sẽ mất, cái đấy là điều đương nhiên rồi nhá. Thì cái yếu tố thời điểm đầu tiên để bán được một bất động sản đi đó là gì ạ? Nó đạt kỳ vọng lợi nhuận, mục tiêu đề ra, được chưa? Rồi cái thời điểm thứ hai các bạn bán cái bất động sản đó đi, đó là gì ạ? Sản phẩm hay là cuộc sống của các bạn, kinh doanh của các bạn gặp rủi ro lớn nhất, thế các bạn phải bán tài sản đó đi nhằm mục đích để gì ạ? Bảo toàn vốn, bảo toàn tính mạng, bảo toàn cuộc sống của mình. Ví dụ rủi ro về sản phẩm, tức là các bạn dùng đòn bẩy quá tay, khi mà lãi suất lên cao quá bắt buộc các bạn phải cắt để làm gì? Cắt để các bạn bảo toàn được cái số vốn hiện tại còn của các bạn nữa. Chứ các bạn để thêm giá nó không lên thì cái lãi suất nó ăn hết cái lợi nhuận của các bạn, nó ăn hết sạch các cái lợi nhuận đấy của các bạn, đúng không ạ? Rồi chi phí cơ hội của các bạn cũng sẽ không có, chưa kể đến là một cái rủi ro chìm, một cái chi phí chìm các bạn phải trả, đó là gì ạ? Cái sự lo lắng, cái sự sợ hãi, các bạn chưa tính đến cái điều đó, các bạn phải tính đến cái điều đó các bạn ạ, nhá. Thì chúng ta sẽ phải bán cái bất động sản đó đi, hoặc có thể là công ăn việc làm bên ngoài bị trục trặc, nhà hàng bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Rồi kinh tế của gia đình bị eo hẹp đi, hay là con cái đi du học, vân vân, bất kể một cái trường hợp nào đó trong gia đình của mình, thì mình có thể bán cái bất động sản đó đi, được chưa ạ? Ok chưa ạ? Và cái thời điểm thứ ba để bán cái bất động sản đó đi, đó là các bạn tìm được một cái bất động sản lớn hơn, hiệu quả hơn, tốt hơn, có nhiều lợi nhuận hơn, thì các bạn sẽ gì ạ? Bán cái bất động sản kia đi. Thực ra bản chất là không phải bán, mà đây là đổi chỗ mà thôi, chứ không phải bán. Bán đi là các bạn sẽ dùng tiền, còn bán đây là bán, là bạn đổi từ cái chỗ Hà Nội chạy vào Sài Gòn chẳng hạn, từ chỗ chung cư về nhà mặt đất chẳng hạn, từ ven đô về nội đô, từ nội đô ra ven đô chẳng hạn. Bản chất chỉ là chuyển vị trí mà thôi. Còn nếu chúng ta thông minh hơn nữa, ví dụ chúng ta bán cái nhà được 20 tỷ, thì chúng ta chỉ mua cái nhà đấy, mua cái mảnh đất đấy, mua cái mảnh đất hay cái nhà tiếp theo, bất động sản tiếp theo ấy, nó chỉ là 15 tỷ hoặc 17 tỷ thôi. Mình vẫn còn bớt lại cái số tiền kia để làm sao? Đó là tiền công của các bạn, và nó tiết ra cái cảm giác các bạn được lời, các bạn cầm được tiền thực, chứ không phải câu chuyện các bạn bán 20 tỷ xong các bạn đi mua cái 20 tỷ tiếp theo. Bản chất các bạn chẳng được gì, mà các bạn còn mất cái gì? Mất thời gian, mất gì? Mất công sức. Chẳng khác như một thằng bảo vệ đi cầm tiền hay một thằng shipper đi cầm tiền cả. Nên đấy gọi là cơ cấu. Bản chất không phải bán, là đổi thôi.
bán là khi chúng ta bớt lại một tiền cái đấy nhá. Bán khi là chúng ta thu lại được tiền, ít nhiều chúng ta thu được cái tiền để lại trong nhà của chúng ta để phục vụ cho cuộc sống, đúng không ạ? Hãy tận thưởng cho chính mình, đấy mới gọi là bán, được chưa? Thế nhưng mà có một cái trường hợp nữa là nhiều người là cứ bảo bán nó đi và kế hoạch kỳ vọng lợi nhuận. Thực ra các bạn phải lên làm một phương án nữa, lúc nãy mình có nói đấy, là các bạn phải định giá lại thời điểm khi bắt đầu các bạn có ý định muốn bán. Các bạn định giá ví dụ nó đạt kế hoạch kỳ vọng lợi nhuận được rồi, đạt mục tiêu rồi, thì các bạn sẽ định giá lại là tương lai nó còn lên thêm được nữa hay không. Định giá nó phải biến đổi theo thời gian. Ngày hôm nay các bạn định giá nó là 20 tỷ, nhưng tương lai 3 năm sau, 5 năm sau nó có thể lên 30 tỷ, 40 tỷ hay 50 tỷ. Nó phụ thuộc vào cái động cơ ở bên ngoài, cái câu chuyện ở bên ngoài. Ví dụ cái khu công nghiệp đấy nó mới dừng lại ở tin thôi, nó chưa triển khai, đúng không? Thì các bạn sẽ có thể có quyền để đợi khi nào nó triển khai lợi nhuận nó vẫn cứ lên, hoặc ít nhất là bạn có thể đưa nó vào thêm làm dòng tiền cũng là một cái tốt. Hay cái động cơ bên cạnh nó là dự án của Vin, gọi là hiệu ngón tay vàng chẳng hạn, đại dự án khu đô thị của Vin chẳng hạn, đúng không các bạn? Thì nếu mà Vin chưa mở bán hàng, mới đang là giải tỏa đền bù, mới đang là gọi là săn đắp mặt bằng, chưa mở bán hàng, chưa thu hút dân về, mà các bạn bán đi thì bạn chỉ ăn được lửa con sóng thôi. Các bạn muốn ăn hết chu kỳ của một con sóng, tức là bạn phải để cho cái bất động sản đấy nó phải song song cùng cái thời điểm cái dự án của Vin bán ra thì các bạn ăn sẽ ngon. Còn nếu các bạn có nhiều đất nữa thì các bạn có thể là các bạn có thể là bán bớt đi một chút, được chưa? Các bạn bán bớt chút đi một chút, xong là các bạn giữ lại cái số tiền đấy, các bạn giữ lại cái bất động sản đấy để các bạn gồng lãi, hay là các bạn để cho thuê làm đòn bẩy. Ngày trước nó là đầu cơ nhưng bây giờ chuyển là đầu tư, xong dần dần chuyển sang làm dòng tiền, quá ok luôn các bạn. Thì đấy gọi là hưởng hết, ăn trọn chu kỳ của một con sóng. Đây, nếu mà các bạn không làm được như thế thì các bạn không thể nào hưởng hết được một chu kỳ của một con sóng. Các bạn chỉ ăn le ve thôi, xong các bạn lại bán đi, các bạn đếch mua lại được. Đấy, thì chúng ta phải định giá lại xem mà cái thời điểm, cái bối cảnh đấy và cái động cơ bên cạnh nó là gì. Rồi chúng ta định giá nữa là đấy, định giá theo câu chuyện thôi, động cơ đó. Vậy định giá về công năng, và định giá về chân dung khách hàng, và định giá về bối cảnh của nền kinh tế. Các bạn chắc chưa nghe cái đó đâu, đúng không? Các bạn chỉ mở mỗi một cái dữ kiện là các bạn định giá về à, là giá nó lên tăng nhanh quá trong một thời gian ngắn, nó cũng là một yếu tố để các bạn chốt lời. Đấy là trong ngắn hạn thôi. Nhưng nếu trong dài hạn thì nó có thể nghỉ ngơi, như thị trường ở Hà Nội thời điểm này thì mình mới nói ông nào yếu thì không vượt được bão thì ông phải bán đi, ông phải chốt lời đi để anh đi mua chỗ khác. Nhưng nếu anh vượt được bão hoặc là cái vị trí của anh ok, anh vẫn nên giữ lại, và anh phải chấp nhận một cuộc chơi là có thể là có những lúc nó đi ngang, thậm chí có thể nó đi trùng xuống, nó trùng xuống trong nó lại đi lên, chứ có phải nó cắm đầu cắm mỏ như cái tình trạng khác đâu. Tất nhiên là tùy dạng tùy vị trí, được chưa? Thì nếu mà các bạn có muốn biết về cái đó, cơ cấu về cái đó, hay là các cái bất động sản các bạn, mình nghĩ là các bạn chưa biết đâu, thì các bạn có thể đăng ký dịch vụ tư vấn, mình sẽ cơ cấu đánh giá lại toàn bộ cái tài sản của các bạn. Như vậy các bạn cũng sẽ có cái góc nhìn riêng, các cái góc nhìn tổng chung đấy, để từ đó thì chúng ta sẽ đưa ra một kế hoạch hoạch định để chúng ta triển khai, chứ không phải là chúng ta cứ mua cái bất động sản chúng ta vứt không. Dẫu biết rằng mình hay nói với các bạn là mua một cái bất động sản thì cái giá trị, cái thức ăn chính của nó là thời gian, nhưng nếu mà anh không chăm sóc nó, anh không nhìn nhận nó, anh để cho nó xum xuê xùm xòe ra là anh dở hơi rồi. Anh phải định giá theo năm, anh phải điều tra giá theo năm, quan sát theo năm, thì lúc đấy thì chúng ta mới biết được là nó tăng lợi nhuận mà nó vượt biên như thế nào. Chứ đây chúng ta cứ ù và cả có lời là có lời, thế nào là có lời, 10% là lời, 100% là lời, 500% là lời, hay 1000% là lời. Cái vấn đề là ở chúng ta muốn lựa chọn thôi. Cho nên là nhiều người đăng ký tư vấn mình, có ngày mình đăng ký mình tư vấn phải mất 3-4 người. Thì phần đa là người ta không định giá, người ta chỉ hỏi câu chuyện là mua tiếp theo thôi, nhưng người ta lại không định giá lại những cái tài sản người ta đang sở hữu. Đúng không ạ? Những người mà mua mới nhưng mua đợt đầu tiên cơ thì không nói làm gì. Nhưng những người mà đang có tài sản rồi, người ta lại không định giá, không nhờ mình định giá cái lại. Thế mình mới nói thế, thì tất cả mẫu chung nó đều là cái câu chuyện như vậy. Thì các bạn phải cơ cấu, các bạn phải định giá lại, thậm chí các bạn sắp xếp lại. Bản chất cơ cấu nó là sắp xếp lại, làm sao cho gọn lẹ, làm sao cho cái con thuyền đấy, làm sao cho cái xe đấy nó đi nó phải vững chãi. Thì tự nhiên là đêm gọi là gì, ăn ngon ngủ yên, đêm ngủ nó được ngon các bạn ạ. Thì đấy là những cái việc mà các bạn cần phải biết khi mà các bạn có ý định là bán một bất động sản đi, hay là bán hay giữ. Đôi khi chiến lược ngồi im cũng là một cái cơ cấu, chứ không phải là cứ cơ cấu là các bạn bán đi đâu, đúng không ạ? Thì đấy là các bạn phải tính toán cái điều đó. Định giá nó có nhiều cái góc nhìn lắm,
đôi khi định giá theo theo câu chuyện, đôi khi định giá theo nền kinh tế, đôi khi định giá theo chân dung khách hàng, đôi khi định giá theo vị trí, đôi khi định giá theo xu hướng hành vi của con người, đúng không ạ? Rồi chân dung đối tượng người mua, giá trị người mua. Đấy thì chúng ta định giá thế thì nó mới tổng quan được, chứ không phải là chúng ta cứ ù cà cạc xong chỗ làm khó ra. Nên mình mới bảo các bạn là gì, nếu muốn biết nhiều hơn nữa, và mỗi cơ địa mỗi người nó lại khác nhau, sức khỏe khác nhau, căn bệnh tình khác nhau, thì các bạn có thể đăng ký dịch vụ tư vấn, mình sẽ chỉ cho các bạn 20 triệu đối với đất nền, 30 triệu đối với dự án, đấy là hàng 1 tháng. Mình chỉ nhận hàng dự án vì ở 6 tháng thì là 50 triệu, rẻ ơi là rẻ. Được chưa? Thì các bạn có thể gọi số hotline 0819514.3. Còn các bạn thấy phù hợp thì hãy đăng ký, không thấy phù hợp thì thôi, đừng đăng ký để rồi bảo đắt hay rẻ. Tiền của các bạn tiền tỷ mới là đắt, chứ còn vài chục triệu chẳng đáng là gì cả, chẳng bán là chi phí. Thay vì các bạn mua 10 tỷ, các bạn mất khoảng tầm 30 triệu đến 50 triệu tiền chi phí tư vấn. Coi như các bạn mua cái bất động sản đấy là 10 tỷ 050 triệu. Nó dễ dàng không? Nó dễ hiểu không? Thì các bạn có tính là giá vốn tổng như thế, có phải tự nhiên các bạn có một người khác định giá cho các bạn? Giống như video trước mình còn nói đến là sử dụng đoàn 7. Đoàn 7 thì đoàn 7 ngoài đoàn 7 tài chính, còn đoàn 7 về trí tuệ của người khác, công sức của người khác, nguồn lực của người khác, đúng không các bạn? Thì cái thời điểm ra hàng là một là bảo vệ lợi nhuận, hai là các bạn không biết các bạn bán đi rồi các bạn lại tiếc nuối, nhìn túi tiền của thằng khác cũng dở, mà cầm hàng không biết cầm để làm gì, không biết định giá thì các bạn cầm thêm lo chứ làm gì. Ví dụ những người Hà Nội bây giờ các bạn đang muốn rất muốn biết cái điều đó thì các bạn phải đăng ký dịch vụ tư vấn, mình chỉ cho các bạn nhé. Chứ không là bây giờ các bạn không cẩn thận các bạn biến bàn thắng thành cơ hội, đúng không? Nó đang lời thành không lời. Có rất nhiều người trường hợp như thế, rồi sáng nay có một người đấy nào cũng trường hợp đấy, là biến bàn thắng thành cơ hội, mà bàn thắng thành cơ hội lỗ, đúng không ạ? Đấy, cơ hội lỗ nhiều, sau 14 năm bán được 40 triệu, mua 45, sau 14 năm bán 40 triệu, bán xong nó tăng lên 200 triệu, sau lại cầm tiền đấy đi mua một cái căn ở trong Nha Trang lỗ. Trường hợp rất thực tế, có thể cô ấy cũng hai vợ chồng cô đấy, học viên đấy cũng sẽ nghe được cái video này, mà nó sẽ hình ảnh của các bạn ở trong đó. Thì mình hy vọng nó sẽ không làm gọi là hy vọng các bạn không gặp phải cái trường hợp đấy, cũng rơi vào cái tình huống đó, để làm sao đầu tư nó an nhàn thư thái các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.